Kính lạy mẹ hiền Quan Thế Âm, có một đứa con lang thang đi tìm mẹ, tìm cõi về nương tựa trong từng cơn đau, trong từng cảnh khổ, đã không ngừng tự hỏi chính mình, mẹ ở đâu bây giờ? Trong nỗi bơ vơ vô tận cùng, đứa con cuối cùng đã thấy ra mẹ đã ở đó từ bao giờ. Mẹ ở trong ta là ca khúc được viết ra cho chủ đề Mười Phương Ứng Hiền Đài Bi Tâm với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoài Hương. Mother is within us. This sentiment is expressed through the melodic verses written for the theme of today's ceremony, the manifestation of boundless love in 10 directions. With his enchanted voice, singer Hoài Phương will now charm us with the song Mother is Within Us. Ca khúc Mẹ ở trong ta xin được bắt đầu. Thank you.